Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 5, đó là khứ dạng vô định vô cùng trừ vô cùng trong bài toán tính giới hạn hàm số. Và lưu ý, dạng vô cùng trừ vô cùng tức là nó cùng dấu trừ nhau. Ví dụ dương trừ dương hoặc là âm trừ âm. Thì ở những bài trước chúng ta đã học qua về dạng không chia không. Chúng ta đã tìm hiểu về cách chia hóc ngang, nhân liên hợp bậc 2, bậc 3, hoặc là thêm bớt số, rồi sau đó chúng ta mới tiến hành nhân liên hợp. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ làm một số cái bài tập. Chúng ta có hai kiểu làm chính, đó là rút và nhân liên hợp. Bài này là bài nhận dạng khá là quan trọng để chúng ta nhận biết là chúng ta thực hiện theo phương pháp rút hay là chúng ta phải nhân liên hợp. Các bài tập tuy nó không quá phức tạp nhưng mà nó quan trọng là căn bản để chúng ta phát triển thêm sau này. Nhận dạng hướng đi. Câu số 1 là về căn bậc 2. Câu số 2 là căn bậc 3. Và câu số 4 đó là vừa căn bậc 3 vừa căn bậc 2. Và sau đó thầy sẽ có một số bài tập từ luyện. Thì nếu bạn nào chưa xem những video trước thì sau khi xem video này có thể là truy cập thêm vào kênh YouTube Toán cấp 3 để xem thêm những video về phần giới hạn dãy số cũng như là giới hạn hàm số. Và đừng quên click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả. Chúng ta quay lại bài học. Đầu tiên, chúng ta đi vào câu số 1. Như những video trước, thầy có nói, đối với dạng vô cùng trừ vô cùng, chúng ta phải hiểu đó là dương trừ dương hoặc âm trừ âm. Hoặc là số... hoặc là dương vô cùng mà đem cộng cho âm vô cùng thì đó cũng là những dạng vô định. Còn chứ nếu dương cộng dương thì đương nhiên ra dương vô cùng, và âm cộng cho âm thì đương nhiên là âm vô cùng. Thì những bài giới hạn nói chung, cái công việc đầu tiên, dù ít tiến tới dương vô cùng, âm vô cùng hay ít tiến tới số, thì chúng ta cũng nên đem cái giá trị đó chúng ta thế vào, chúng ta nhẩm thử xem đó là dạng nào. Và thầy bắt đầu như sau. Câu A, ý tiến tới dương vô cùng, chúng ta bắt đầu nhẩm dương vô cùng mũ 2 ra dương. Như vậy vế trước này, đây là dương vô cùng trừ ở đây nó là dương vô cùng. Như vậy rõ ràng bài này nó là dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Đối với dạng vô định vô cùng trừ vô cùng, chúng ta chỉ nhân liên hợp khi nó cùng bậc và cùng hệ số. Còn nếu không cùng bậc cũng như là không cùng hệ số thì chúng ta không nhất thiết phải nhân liên hợp. Bài này là dương vô cùng mà đem trừ cho dương vô cùng. Cùng bậc cùng hệ số thì bài này chúng ta sẽ nhân liên hợp. Rồi, nhân liên hợp chúng ta có hai kiểu để nhân bài này. Thầy nói sơ qua kiểu thứ nhất và sau đó thầy sẽ làm cái kiểu thứ hai. Ở đây chúng ta xem thử đây là a cộng b hay là a trừ b. Nếu đây là a trừ b thì đương nhiên chúng ta phải đưa vào dạng đây là a trừ cho x trừ 1. Sau đó chúng ta áp dụng cái công thức là a trừ b thì nó sẽ bằng là a bình trừ b bình chia cho a cộng cộng b, tức là chúng ta nhân tử và mẫu cho a cộng b. Đây là cách thứ nhất. Nhưng bài này chúng ta không nhất thiết chúng ta phải chuyển tất cả về a trừ b như thế này, mà chúng ta chỉ cần nhân liên hợp nhiêu đây là đủ. Số 1 này thì để ra ngoài và thầy sẽ thực hiện như sau.
Số 1 đây, thầy đưa lên rồi. Như vậy thầy chỉ nhân liên hợp như đây thôi. X bình cộng x cộng 1 trừ x bình. Ở dưới mẫu, x bình cộng x cộng 1 cộng x. X bình, chúng ta rút gọn. Tới đây, nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta rút ra, nếu không cẩn thận thì tới đây chúng ta hoàn toàn đã thấy được đáp số. X bình rút ra khỏi căn bậc 2, nó là trị tuyệt đối của x. Bởi vì x dương nên phá ra là x. Phía trong còn lại là 1 cộng 1 chia x cộng 1 chia cho x bình. Trên tử chúng ta rút x ra ngoài, dưới mẫu chúng ta rút x ra ngoài. Thì khi đó cái phân thức này giới hạn của nó là 1 phần phần 2 cộng thêm 1. Đáp số bài này là 3 phần 2. Chúng ta xong. Chúng ta qua câu B. Và thầy cũng nhấn mạnh là lần nữa là bài này quan trọng, bởi vì bài này nó là nhận dạng. Chúng ta thấy rằng câu AB đề thầy cho nó hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác là x tính tới dương và x tính tới âm. Tương tự CD, hàm x y chang nhau, chỉ có khác là âm với dương. Thì chúng ta xem thử nó có gì khác nhau hay không. X tiến tới âm vô cùng, cái cụm trước này tiến tới dương vô cùng. Như vậy chúng ta bắt đầu, chúng ta có thể hình dung trong đầu đây là dương vô cùng. Chúng ta trừ cho x tiến tới âm vô cùng, như vậy ở đây là âm vô cùng. Như vậy bài này chắc chắn đáp số nó là dương vô cùng. Trừ cho trừ là cộng. Như vậy nếu mà bài toán này phục vụ cho việc trắc nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhẩm là chúng ta đã xử lý xong. Thì bây giờ nếu là tự luận thì chúng ta giải quyết như thế nào? Bài này không phải là dạng vô định thì chúng ta không cần phải nhân liên hợp gì cả. Bài này chúng ta chỉ cần làm một công việc duy nhất, đó là rút. Chúng ta tiến hành như sau. X bình rút ra ngoài, nó là trị tuyệt đối của x. Bởi vì x tiến tới âm vô cùng, x âm, nó là trừ x. 1 cộng 1 chia x cộng 1 chia x bên. Tới đây, chúng ta rút x ra ngoài. Rút ít ra ngoài, chúng ta còn lại là trừ căn trừ 1 và cộng 1 chia x. X tiến tới âm vô cùng. Cộng phía sau tiến tới trừ 2. Như vậy số âm nhân cho âm vô cùng thì đáp số nó là dương vô cùng. Nếu bài toán trắc nghiệm thì chúng ta đã nhẩm ra dương vô cùng và chúng ta chọn phương án ABCD phù hợp. Vậy chúng ta xong câu B. Chúng ta qua hai câu CD xem thử như thế nào. Y tiến tới dương vô cùng, như vậy rõ ràng dương vô cùng cộng cho là dương. Như vậy bài này
chắc chắn nó ra như vô cùng. Câu C này không phải là dạng vô định, thì chúng ta chỉ việc rút là xong. Câu D xem thử như thế nào. Cụm trước này dương vô cùng, cộng cho x, cụm này nó là âm vô cùng. Như vậy dương cộng cho âm, như đây hoàn toàn nó chính là dạng vô cùng, dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Nếu cùng bậc cùng hệ số thì phải nhân liên hợp bậc 1, hệ số bằng nhau. Như vậy bài này chúng ta phải tiến hành nhân liên hợp. Chúng ta không nhất thiết phải nhân liên hợp cả với x trừ 1, mà chúng ta chỉ cần nhân nhiều đây là đủ. Chúng ta tiến hành như sau. X bình cộng x cộng 1 trừ cho x bình. Ở đây là a cộng b thì chúng ta phải nhân cho a trừ b, tức là x bình cộng x cộng 1 trừ x. Đây là a cộng b, chúng ta nhân cho a trừ b, nhân thì phải chia. Tử rút gọn, tới đây mẫu chúng ta chỉ việc rút ra bình thường, x bình rút ra khỏi căn nó là trừ tuyệt đối x, bởi vì x âm nó là trừ x. Trong căn còn lại là 1 cộng 1 chia x cộng 1 chia cho x bình. Bài này chúng ta có thể rút x ra ngoài hoặc là chia tử mẫu cho x. Đáp số cộng phía trước trên tử là 1, dưới mẫu là trừ 2, tức là trừ 1 phần 2 trừ 1. Bài này trừ 3 phần 2. Chúng ta qua câu số 2. Câu số 2 này thầy sẽ đi nhận dạng cả 4 câu A, B, C, D. Sau đó thầy sẽ làm mẫu 2 câu và 2 câu còn lại các bạn sẽ tự làm. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên 2A, x tiến tới dương vô cùng. Như vậy dương vô cùng thì cụm phía trước này nó sẽ là dương vô cùng trừ cho dương vô cùng. Như vậy đây là dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Rõ ràng chúng ta thấy cùng bậc và cùng hệ số. Như vậy bài này chúng ta là nhân liên hợp. Câu B, âm vô cùng mũ lễ là âm vô cùng. Như vậy căn bậc lễ của âm vô cùng, như vậy ở cụm phía trước đó là âm vô cùng, trừ cho x tiến tới âm vô cùng. Như vậy câu B, âm vô cùng trừ cho âm vô cùng, dạng vô cùng trừ vô cùng. Bài này cùng bậc và cùng hệ số thì đương nhiên chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nhân liên hợp. Chúng ta qua câu C, thấy ngay ở trước dương vô cùng, ở sau dương vô cùng. Bài này chúng ta chỉ rút thông thường. Câu D, phía trước âm vô cùng cộng phía sau âm vô cùng. Âm vô cùng cộng âm vô cùng, chắc chắn câu D này đáp án là âm vô cùng. Như vậy câu A, B là chúng ta nhân liên hợp, và câu C, D là chúng ta chỉ việc rút là xong. Và điều quan trọng ở câu 2 này là chúng ta thấy được điều đó, chúng ta nhận dạng để tiến hành rút hoặc liên hợp cho phù hợp. Câu số 2 này chính là
đi học 1A. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu hai câu. Thầy sẽ làm thử câu 2B và câu 2D. Câu này âm vô cùng trừ cho âm vô cùng, chúng ta nhân liên hợp như sau. Chúng ta chỉ nhân liên hợp như đây thì bài toán nó sẽ gọn hơn rất nhiều so với việc chúng ta nhân liên hợp tất cả. Phân tử x mũ 3 cộng cho 2x cộng 1 trừ x mũ 3 ở dưới mẫu A bên. Cộng cho AB. Và cộng cho B bình, tức là cộng X bình. Trên tử, chúng ta thu gọn. Tới đây chúng ta bắt đầu, chúng ta rút x ra khỏi khối căn. Ta tiến hành làm như sau. Đầu tiên x mũ 3 rút ra khỏi căn bậc 3, nó là x. Và lưu ý chúng ta nhớ là chúng ta có bình phương, như vậy ở đây nó là x bình. Tương tự ở đây, x mũ 3 rút ra khỏi căn bậc 3 nó là x, kết hợp với x ở ngoài thì nó là x bình. Phía trong căn còn lại bài này chúng ta thấy, nếu chúng ta rút x bình ở dưới mẫu ra ngoài tất cả, ở trên chúng ta rút x thì x nó sẽ còn lại ở phía dưới mẫu. Như vậy giới hạn ở trước này chúng ta thấy rằng đây nó sẽ là giới hạn bằng 0 cộng thêm 1, như vậy đáp số của chúng ta nó sẽ bằng 0, à bằng 1. Hoặc là hình dung như thế này là bậc tử nó bé hơn bậc mẫu. Đối với x tiến tới vô cùng thì đương nhiên giới hạn của nó sẽ bằng 0. Chúng ta đã giải quyết xong câu B. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu câu D chẳng hạn. Câu này chúng ta chỉ việc rút thông thường là xong. X mũ 3 rút ra khỏi căn nó sẽ là x nhân cho, phía trong căn sẽ còn lại là 1 cộng 2 chia cho x bình cộng 1 chia cho x mũ 3. Tới đây chúng ta rút x ra ngoài. Thì còn lại là căn phía sau này sẽ còn lại là số 1 và trừ 1 chia cho x. Y tiến tới âm vô cùng
phía sau này là số dương. Như vậy dương nhân âm vô cùng thì đáp số nó là âm vô cùng. Ngay từ đầu chúng ta đã có thể nhắm được đáp số như thế này. Câu số 3 tương tự như câu số 2. Bây giờ chúng ta cùng nhắm xem thử như thế nào. Ví dụ cộng phía trước này mũ 3, như vậy dương mũ 3 cộng trước là dương vô cùng trừ cho dương vô cùng cùng bậc và cùng hệ số. Như vậy câu 3a chúng ta tiến hành chúng ta nhân liên hợp. Chúng ta qua câu 3b xem thử như thế nào. Âm vô cùng mũ 3 là ra âm vô cùng à, cầm trước âm vô cùng cầm phía sau âm vô cùng, âm vô cùng trừ âm vô cùng, như vậy vẫn là dạng vô định cùng bậc cùng hệ số. Như vậy câu 3b chúng ta cũng phải nhân liên hợp. Nếu những câu này chúng ta cố tình chúng ta rút ra ngoài thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp dạng là vô cùng nhân không, đó là về dạng vô định. Chúng ta qua câu số 4. Khi gặp bài toán vừa có căn bậc 2 vừa có căn bậc 3 thì chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ lướt qua cách làm và sau đó chúng ta sẽ đi vào cụ thể sau. Đầu tiên câu 4a. Y tiến tới dương vô cùng. Như vậy cụm trước là dương vô cùng. Cầm phía sau là dương vô cùng. Thì câu 4 này chúng ta chỉ việc rút ra là xong. Bởi vì việc này đơn giản nên thầy sẽ để dành cho chúng ta tự luyện. Bây giờ qua câu 4b xem thử như thế nào. Câu 4b hàm x y chang câu 4a, chỉ có điều x tiến tới âm vô cùng. Âm vô cùng mũ 3 là âm vô cùng, phía sau dương vô cùng, như vậy âm cộng là dương dạng vô định. Chúng ta xem thử rõ ràng cùng bậc cùng hệ số. Nếu câu số 4 này chúng ta rút đúng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp dạng không nhân vô cùng, đó là dạng vô định. Như vậy câu này chúng ta không thể nào rút được và chúng ta phải nhân liên hợp câu này. Vừa căn bậc 2 vừa căn bậc 3 thì đương nhiên chúng ta không thể nào chúng ta kết hợp được. Thì bây giờ chúng ta phải thêm bớt x mũ 3 căn bậc 3 thì ở đây nó chính là chúng ta thiếu x. Chúng ta thêm bớt như sau. Ở đây x mũ 3 căn 3 rõ ràng nó tiến tới âm. Chúng ta chỉ việc trừ thêm x. Chúng ta cộng x. Chúng ta liên hợp cộng trước. Chúng ta liên hợp cộng sau riêng. Thảo là lần nữa x mũ 3 căn bậc 3 của x mũ 3 nó là x, vì vậy chúng ta phải còn trừ x để nó triệt tiêu. Ở phía sau căn bậc 2 của x bình nó là trừ x, lý do x âm, như vậy chúng ta phải cộng x để nó triệt tiêu. Thì trừ x kết hợp ở trước và x kết hợp ở sau, chúng ta tiến hành nhân liên hợp. Đầu tiên x mũ 3 cộng x trừ 1 trừ x mũ 3. Ở phía dưới
A bình cộng AB cộng B bình. A bình cộng AB cộng B bình. Cộng với sau chúng ta nhân liên hợp x x bình trừ x bình trừ 2x ở dưới mẫu x trừ căn bậc 2 của x bình cộng cho 2x. Chúng ta bắt đầu tiến hành rút gọn. X mũ 3 triệu tiêu x mũ 3, x bình triệu tiêu x bình. Bây giờ nếu chúng ta còn làm nhanh thì chúng ta xử lý như thế nào? Cầm trước này, rõ ràng bậc tử bằng 1 trong khi bậc mẫu là bằng 2. Bậc tử biến bằng mẫu thì giới hạn cầm trước này, tức là cái phần thầy bô đen, chắc chắn nó sẽ bằng 0. Khi cầm phía sau này chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta có thể làm nhanh như sau. Bậc tử là 1, bậc mẫu là 1 thì giới hạn của nó trên tử là trừ 2, ngay chỗ này là số 1. X bình đưa ra khỏi căn đó là trừ x, như vậy trừ trừ kết hợp là 0,1. Như vậy bài này giới hạn của nó là trừ 2 chia 2 là trừ 1. Xong. Còn câu C, câu cuối cùng thì chúng ta giải quyết như thế nào? X tiến tới âm vô cùng thì cụm cụm trước này nó tiến tới dương vô cùng, bởi vì đây là x mũ 4. Cộng phía sau tiến tới dương vô cùng, như vậy riêng trên tử nó đã là dạng vô cùng, dưới mẫu là tiến tới dương vô cùng. Thì đối với những bài như thế này nhìn có vẻ phức tạp nhưng mà thật ra chúng ta chỉ rút là chúng ta giải quyết được vấn đề. Chúng ta tự luyện. Thì vừa rồi thầy đã có một số ví dụ tuy rằng khá đơn giản nhưng mà những ví dụ này nhằm mục đích để chúng ta nhận dạng xem thử là khi nào chúng ta rút hoặc khi nào chúng ta liên hợp, chúng ta nhận dạng được đâu là dạng vô định vô cùng trừ vô cùng và đâu là không phải. Những bài tập tuy đơn giản nhưng chúng ta phải làm quen, sau này thầy sẽ bổ sung những bài tập nó phức tạp hơn. Và hiện tại chúng ta đang làm theo kiểu tự luận, sau khi chúng ta có căn bản thì thầy sẽ chuyển qua làm trắc nghiệm kết hợp giữa tự luận và Casio sau. Các em nhớ click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả cũng như là chia sẻ video này cho các bạn cùng xem thêm. Chào tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.